Ok, xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì em vừa mới phối kết hợp xong một bộ dàn âm thanh có một cặp loa KC 4005, một cục đẩy LE650 của Martin và một vang cơ Q800 Plus của TDL Gotik. Tổng giá trị bộ dàn combo ngày hôm nay là 11.900.000 đồng. Bộ dàn vừa được setup xong, chuẩn bị lên đường đi lắp đặt tranh hòa tại Ý Yên, Nam Định. Bộ dàn cho ra chất lượng cực kỳ là hay. Đặc biệt trong bộ dàn ngày hôm nay thì đã có sự góp mặt của dòng đẩy LE650 của Martin và một con vang cơ, một mẫu vang cơ Q800 Plus của TDL Gotik. Đây là hai mẫu sản phẩm đang được các bác rất là quan tâm. Kết hợp cùng mấy cặp loa C4005, đây là một trong những phiên bản loa được nhập khẩu chính hãng từ FB Pro và hãng đang có chương trình giảm giá từ 9 triệu xuống còn 7 triệu 500 nghìn đồng. Với dòng loa này thì được sử dụng khá là nhiều đường tiếng, các bác có thể hát karaoke hay là nghe nhé, đều cho ra chất âm cực kỳ là hay và tuyệt vời. Với một bát 30, hai chung, ba chắp giấy và một chắp kèn. Bát và chung thì đều được sử dụng bát và chung tầm dâu và hình thức rất là đẹp, rất là sang trọng. Toàn bộ là ốp phần gỗ tự nhiên và phía mặt trước là những phần ốp mạ vàng. Những mẫu sản phẩm này khi các bác trưng bày trong không gian gia đình nhà mình thì cực kỳ là tuyệt vời. Chất âm cho da rất là hay. Giá thành hợp lý, chỉ có dưới 12 triệu, trên 11 triệu một chút. Các bác có thể sắm cho gia đình nhà mình một bộ dàn âm thanh, một bộ dàn karaoke cho chất lượng rất là tốt. Dòng đẩy liền dòng vang cơ Q800 Plus. Đây là một trong những mẫu loa cơ vang cơ vừa mới ra mắt tại Hoàng Hà, vừa mới về. Sẽ có thêm một chiếc điều khiển từ xa, tính năng giọng nói này, chỉnh EQ, rất là nhiều những tính năng khiển rất là sang, đúng không ạ? Dòng vang cơ này thì sẽ có 8 chế độ để các bác lựa chọn, này là cái thứ nhất, và vẫn có đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang, Bluetooth và USB. Các bác có thể lựa chọn trong phần input đây và một màn hình để hiển thị những cái tính năng kết nối của nó. Chế độ từ 1 đến 8 các bác có thể lựa chọn theo 2 nút trên và dưới tùy chỉnh những phần chỉnh và COVID 2 cạnh như là phần chỉnh echo, phần chỉnh mic tune và music tune. Bên đây thì sẽ có 2 volume chính, một volume mic và volume music. Có những cái giải đèn led rất là đẹp, đèn nháy, đèn led cực kỳ là đẹp, đúng không ạ? Công tắc bật tắt nguồn. Và kết hợp cùng với bộ dàn âm thanh ngày hôm nay là cục đẩy LE650, cục đẩy công suất đến từ thương hiệu Martin, dòng đẩy 2 kênh cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ là hay, dòng đẩy công suất khá là lớn, được phối kết hợp với bộ dàn có một cặp loa C4005, cục đẩy LE650 và vang cơ Q800 Plus. Tổng giá trị bộ dàn là 11.900.000 đồng. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Auto qua số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng.